Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Án Oan Chi Huyện của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Giờ thì ngày hôm ấy, ông cụ Sáu đang ngồi tan mấy thanh lạt để làm đóng mồi thuốc ở dưới bếp. Mới xong vụ nông nhàn cho nên dân làng cũng có phần thảnh thơi. Thường vào dịp này thì những việc mà dân làng hay làm là chuẩn bị áo sống, khăn thêu để đi chảy hội. Hội tháng 3 của làng này lớn lắm. Ngoài lễ tế tự ở đình làng còn bày ra rất nhiều trò chơi dân gian như là đấu vật rước đèn ném lu đi cầu kiều. Không khí trong làng từ độ con trăng trước đã trở nên tấp nập và nhộn nhịp. Ông cụ Sáu cũng thả mình trong không khí vui chung. Vừa trà lạt vừa ư ử trong cổ họng một giọng điệu ca trù. Đang ngần ngà trong cổ họng thì chợt ông cụ giật mình khi thấy một con chó đen rất lớn từ bờ dậu chui vào nhà mình. Con chó này toàn thân lông xù óng bượt, đầu to chân cao, dáng đi bệ vệ. Sinh sống ở làng đã lâu, chưa bao giờ ông cụ Sáu thấy con chó nào lớn đến vậy. Cũng nhất thời không nhớ nhà nào nuôi con chó to béo đến thế. Ông cụ ngừng trà lạt, mắt chăm chăm nhìn về hướng con chó lạ mắt. Con chó đùng đỉnh tiến về nơi gốc xoài ở góc vườn, nơi gia đình ông cụ đang cột con chó cái chuẩn bị cho đi tơ. Đoán chừng giống loài này người được hơi nhau, cho nên mò đến làm cái trò truyền giống, cho nên ông cụ cũng chẳng màng. Lòng còn khấp khởi mừng vì nếu sự ấy là thật thì đám chó con chắc chắn sẽ béo khỏe vì con được khá to. Mải mê chè nắm đóm một lúc, khi đứng lên chẳng thấy con chó đen đâu. Cô Sáu ơi, có nhà không? Gia đình với chúng tôi không hả? Nghe tiếng gọi ý ới của đám bạn già, ông cô Sáu hối hả đáp: Có đây. Ông cô vội vã cất nắm đóm, đội nón chống gậy trúc tiến ra ngoài đình để chuẩn bị cho công việc bắc dạp vì sắp đến ngày hội hè. Sự việc con chó ban nãy ông cũng chẳng thèm để tâm. Bán đi hơn 3 tháng sau, từ sầm tối hôm qua, gia đình của ông cụ Sáu đã lo lót ổ rơm cho con chó cái vì sắp đến lúc nó sinh nở. Lẽ thường loài giống chó chỉ khoảng gần 2 tháng đã đẻ con, vậy mà chẳng hiểu sao con chó của nhà ông cụ mang thai hơn 90 ngày mới có dấu hiệu sắp đẻ. Nhìn cái bụng chừa to lùm lùm với 8 đúng vú cứng cứng, ông cụ Sáu nhầm tính phen này sẽ có một ổ chó con đến 4-5 con. Con chó mẹ từ sầm tối đã vận vã kêu rên, điều đó làm cho bà cụ càng nóng ruột hơn. Quằn quại suốt một đêm trường mãi đến tinh mơ nghe tiếng rú lớn quá, hai ông bà mới giở mồm tiến xuống bếp để xem. Lúc này chỉ thấy con chó mẹ đang dùng lực co bụng đại và rú lên đau đớn. Sắp đẻ rồi đấy bà nó. Lời của ông cụ Sáu vừa thốt lên, kiểu lúc đó con chó trong lớp màng bọc nòi ra. Cuồng đỡ đẻ cho chó diễn ra gần nửa tuần nhang. Đến khi 4 con chó con ra đời, cũng là lúc con chó mẹ thở hộc ra, chết tươi tại chỗ. Có lẽ nó đã kiệt sức. Thường con chó mẹ cả đời trung thành, hai ông bà cụ đem nó chôn ngay dưới gốc xoài, chứ chẳng mổ thịt hay bán xác cho ai. Vì con chó mẹ đã chết cực chẳng đã, hai ông bà cụ đành phải ra sức cứu 4 con chó con còn chưa mở mắt. Chẳng biết là do bàn tay chăm bẵm của ông bà cụ kỹ lưỡng hay là số mệnh của 4 con chó lớn, cho nên dù cho con chó mẹ chết ngay ngày hạ sinh mà đám con chó con vẫn khỏe mạnh phà phà. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông cụ Sáu vì thương tình cho nên để nuôi cả 4 con chó. Quái thai làm sao 4 con chó từ lúc sinh ra đã có sự lạ, tức là mỗi con đều có một màu. Con có một bộ lông màu vằn vện, con thì màu lông vàng như là mo cau, có con lại màu lông hệt như là cho bếp, và con hạ sinh cuối cùng cũng là con bé nhất đàn, thì toàn thân phủ một màu lông đen bóng như là bổ hóng trong bếp. Sống mấy chục năm trên đời, đã từng nuôi rất nhiều chó, nhưng việc một con chó mẹ đẻ ra 4 con chó con với 4 màu với ông cụ là một việc rất lạ. Được cái 4 con chó sau khi bú mớm,
được nước cơm thì lớn nhanh như thổi. Đến khi bắt đầu biết ăn cơm thì chúng lớn rất mau. Đàn chó choi choi trông rất đẹp mã, tỏ ra hiểu ý của chủ và quấn đông bà cụ lắm. Trong số 4 con chó đó, ông cụ Sáu ấn tượng nhất và cũng liều tâm nhất đó là con chó còi nhất đàn, con Đen. Có lẽ do nhớ lại con chó Đen đã đến phối giống hôm nào. Con Đen lúc mới sinh chỉ to bằng nửa nắm cơm, trong khi bà con khác béo mấn đủ kịch. Toàn thân phủ một lớp lông màu đen thui, giữa trán là có một túm lông trắng nhìn như là con mắt thứ ba, làm trông cụ Sáu rất ấn tượng. Lúc còn nhỏ, con Đen cũng hiền lành, ham nghịch ngợm và tỏ ra quấn chủ như ba anh chị em của nó. Nhưng mà càng lớn, con chó lại càng lầm lì. Ngoài ông cụ Sáu ra thì chẳng ai vuốt ve được nó. Ngay cả bà cụ Sáu cũng đôi lần bế thử ấm, nhưng lần nào con Đen cũng như là đỉa phải vôi, kêu lên ăng ẳng như bị đánh đòn. Mặc cho đám anh chị em ăn rất khỏe, dãi khoai củ sắn rau luộc đậu cá, phàm là cái gì ăn được cả ba con chó cũng chẳng từ, thì con Đen lại rất ăn ít và thường ăn những thứ vương vãi ở đất hoặc còn sót lại ở trong tu. Có lẽ vì lẽ đó cho nên nó coi như là dãi khoai, chứ chẳng được mập mạp béo tốt như đám cùng đàn. Ngày thường con Đen hay nằm cành ở hiên nhà chứ không bới rơm, đuổi chuột hay là bắt bướm ở ngoài vườn cải. Hễ có ai đến mà không cất tiếng gọi là nó lao ra. Con Đen tuy còn nhỏ nhưng có vẻ hung dữ lắm, nhưng mà lạ thay chẳng cắn ai. Ông cụ Sáu để ý phàm là bất cứ ai đến nhà của ông chơi, con Đen đều lừ lừ đi theo để canh chừng. Rồi có kẻ nào chốt cầm vật gì nhà ông cụ ra khỏi cổng, con Đen thường đi theo rồi bất ngờ nhảy lên, dùng hai chân trước đẩy cho ngã, cắm đầu xuống đất. Đã mấy lần ông cụ Sáu nhờ người thử và đều chung một kết quả như vậy. 4 tháng sau, đàn chó của nhà ông cụ Sáu đã lớn lắm, sức ăn của 4 con chó cũng như hạm. Thành tự ra là ông bà cụ bàn cách bán bớt đi. Đám chức sắc trong làng nghe thấy nhà ông cụ có lứ chó giao bán, nhân dịp đó cũng lấy cớ để cảm tạ ông bà cụ. Vì vốn dĩ dạo còn trẻ, ông cụ Sáu là một thầy đồ giỏi giang, đã đào tạo ra biết bao học trò ưu tú cho làng. Có người còn đỗ đến tận chức trạng nguyên, đương làm quan trong triều. Nói là mua thế nhưng mà thực ra trả tiền rất hậu, mỗi con chó những 10 quan tiền, tính ra thì bằng đứt cả con bê con. Bà cụ Sáu tỏ ra mừng lắm, con vằn vện, con nâu và con vàng lần lượt về nhà chủ mới. Duy chỉ có điều ông cụ để tâm là đám chức sắc và dân làng đính lửa, tuyệt nhiên không ai hỏi mua con Đen. Mà kể cả có hỏi mua cũng tài thánh mới bắt được nó. Từ lúc nghe tin ông bà cụ giao bán và thấy mấy bóng của người đến xem, con Đen lầm lũi ra đống rơm đứng, gọi thế nào cũng không chịu về. Bán đi một tuần trăng sau, hôm đó quan Tuần phủ có dịp về làng, nhớ ơn thầy dạy bảo khi xưa. Quan Tuần thay áo mão thành người giản dị, lệnh cho gia nhân bưng theo một mâm bạc, rồi cùng nhau sang vái chào thầy mình. Ông cụ Sáu lúc ấy đang ngồi bắt giận cho con Đen ở hàng hiên, nhạc thể bóng dáng của quan Tuần sang nhà mình. Thầy liền vội vàng tiến ra để vái chào. Bẩm quan, hạ quan cố sang nhà đấy ạ. Quan Tuần phụ hoàng quá quỳ mọp xuống lạy thầy. Dạ lạy thầy, con là thằng Bưu đây. Đã đó không có thầy dạy bảo lại thương tình không lấy tiền, còn cho con tiền để ấm áo no thân. Nếu không có thầy thì làm gì có thằng Bưu ngày hôm nay. Thầy làm như vậy người làng nhìn thấy thì con chết. Bưu con xin bỏ từ đây vào nhà để tỏ rõ đạo nghĩa kính thầy. Vốn dạy bảo hàng ngàn nho xanh, trong đó có người thành đạt nhất đã đậu trạng nguyên, nhưng ông cụ Sáu vẫn cảm phục nhất là quan Tuần Bưu. Dạo còn để tóc cháy đào, cha mẹ của Bưu đã chết sau cơn lũ, để lại một mình Bưu ở cùng người thím quá chồng trong căn nhà tranh rột nát. Lại thấy Bưu hay lấp ló sau phải liếp cửa sổ xem mình dạy học. Thương tình, ông cụ Sáu gọi hẳn vào trong lớp cho ngồi. Sự tình đó ai cũng biết. Rồi cho Đỗ Đạt Hiển Vinh làm quan to một cõi, nhưng quan Tuần Bưu luôn nhớ lời của thầy, đó là thương dân như con. Vì lẽ đó cho nên dân trong vùng không tiếc lời ca ngợi.
phần làm thầy như ông cụ Sáu cũng có chút thơm lây. Thấy trò của mình giữ mực lễ độ, ông cụ Sáu vuốt râu cười lớn rồi bảo: "Nhà anh đứng lên được rồi, theo ta vào trong nhà." Quan Tuấn Bưu vâng dạ, khom lưng chắp tay tiến ra theo thầy vào. Đến hàng hiên theo thói quen, còn đèn sẽ tìm cách lùi ra sau để xem kẻ đến có trộm cắp gì không. Thế nhưng lạ thay, hôm nay nó đứng phắt dậy, mắt đăm đăm nhìn quan, rồi vẫy đuôi xoắn xít, cổ họng ư ử như có hàng trăm ngàn điều muốn nói. Điều bộ ấy hệt như là mừng quýnh khi thấy ông cụ Sáu đi đâu mới về. Ông cụ Sáu lấy làm lạ, nhưng cũng quá to một tiếng vì sợ con đen lại đấm người. Rất nhanh cho hợp trò một bát nước trà xanh, ông cụ Sáu thùng thẳng rồi hỏi: "Thế độ rầy nhà anh về mau lâu, tình hình phủ anh thế nào, dân chúng ra làm sao?" Quan Tuấn Bưu đón lấy bát nước từ tay của thầy mình, nhấp một ngụm để cảm nhận vị trà quê rồi mới đáp: "Bẩm thầy, con về độ một ngày thôi. Con đi chỉ đê ở tổng bên, nhân dịp ghé chân về thắp cho thím mình tuần nhang và qua thăm thầy. Dân trong phủ con vẫn yên ấm thầy hả? Về thấy thầy vẫn khỏe mạnh để con an tâm." Đoàn quay sang nói với gia nhân hất hàm. Tên gia nhân hiểu ý, chủ bèn đặt mâm bạc lên bàn rồi vòng tay cung kính: "Bẩm thầy, con mấy năm nay mới về làng ta đôi ba lần. Mấy lần trước thời gian cũng có hạn mà sang nhà thầy đều đi vắng. Nay thầy ở nhà, ơn đức của thầy cả đời con báo đáp không hết. Nay còn có mâm bạc đây, xin cho con tỏ lòng thành kính." Ông cửa Sáu trần tanh mặt rồi gắt: "Ta dạy nhà anh thế nào, làm ơn á mong người ta báo đáp, nhà anh mang mâm bạc này về ngay." Bưu sợ quá đứng dậy vái thầy, nhất thời chưa biết nói ra sao cho thỏa. Đột nhiên con đèn tiến lại cạnh quan, nó dội đầu vào chân quan rồi vẫy đuôi mừng rỡ. Sẵn tiền co con chó, quan Tuấn Bưu đổi giọng: "Bẩm thầy, chẳng hay con chó này thầy nuôi mau lâu." Ông cổ Sáu vẫn còn làm mặt giận dỗi: "Chó nhà sinh ngót 6 tháng. Quan Tuấn Bưu bèn nghĩ ra một kế: "Dạ bẩm thầy, con chó tinh khôn quá, chẳng hay thầy có thể bán cho con." Ông cổ Sáu nhìn con đen rồi tự nhẩm: "Quái lạ, sao hôm nay nó lại dở chứng như vậy? Bình thường có ai lại gần nó được đâu. Loài vật như là có linh tính, nó mừng thế này ắt hẳn cũng biết học trò ta là người đàng hoàng nhân đức." Nghĩ vậy cho nên ông cụ Sáu đổi thái độ: "Nhà anh tính mua con chó này sao? Thôi thì cũng được, con chó có vẻ quấn nhà anh, coi như là ta tặng nó cho nhà anh. Còn về mâm bạc này, nhà anh đem đi ban phát cho dân đảng, chứ đừng nghĩ dùng nó mua chó của ta được chứ." Con Tuấn Bưu biết mưu kế không qua nổi mắt của thầy cho nên vâng dạ làm theo. Ngồi trò chuyện một lúc cũng đến lúc phải đi, con Tuấn Bưu vái lại thầy rồi cùng đứa gia nhân bỏ ra cầm. Con đèn hình như hiểu tiếng của người, nó quay lại nhìn ông cụ Sáu rồi quỳ rạp hai chân xuống trước, đầu gục xuống 3 lần như bái tạ, rồi dắt tới đi theo quán luôn trong con mắt ngỡ ngàng của ông cụ Sáu. Lúc ra gần đến cửa, được con đen đột nhiên quay lại nhìn chủ đăm đăm. Lẫn trong tiếng gió vì vút làm mấy cành tre kêu lên cót két, ông cụ Sáu nghe thấy tiếng nói ồm ồm vọng vào tay của mình: "Nhân duyên của ta và ông lão đây là kết thúc. Kiếp trước ta chịu ơn quan phủ này, nay phải đi trả nợ tiền kiếp. Ông lão nghe ta, hãy ra chỗ chôn xác chó mẹ hôm nào rồi đào lên, dưới đó có của báo lại ông ta đi." Ông cụ Sáu ha hốc mồm nhìn con đen vừa quay người đùng đỉnh theo chân học trò của mình. Một lúc sau ông cụ mới chấn tĩnh lại. Cầm lúc đó bà cụ Sáu cũng đi chợ về. Thấy việc lạ quá, ông cụ đem kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng ông cụ bán tín bán nghi, cầm theo quốc thuận đi đào gốc xoài nơi chôn xác con chó mẹ hôm nào, và quả nhiên bắt được một hũ vàng đầy âm áp. Bán đi 8 năm sau, quan Tuấn Bưu khi ấy được triều đình cử lên phủ thương xá thuộc miền Thượng Du để cai trị. Về quan phủ tiền nhiệm ăn của đút, sự nhiều án oan, o ép dân nghèo cho nên bị phế truất. Lòng dân lúc đó chẳng còn mấy tin vào quan quyền. Nhưng đến khi quan Tuấn Bưu về cai trị, bằng tấm lòng đức độ của mình, quan Tuấn Bưu được dân chúng kính yêu như cha già. Vì trong mấy năm cai trị vùng này,
Quan Tuần đối với dân như là con cháu trong nhà, không một việc oan ức nào mà chẳng được ông xét đến. Cậu mình liềm chính tấm lòng ngay thẳng, là nỗi khiếp sợ cho lũ kẻ xấu một vùng. Quan Tuần Biêu có một con chó mừng rất khôn ngoan, được Quan Tuần thương mến như con ruột. Mỗi lần việc ở phủ xong, mỗi đêm Quan Tuần nằm ngủ trên sập hút thuốc phiện, con vật trung thành nằm ngay dưới chân, ngước nhìn lên chủ đầy trìu mến. Đôi mắt thông minh, ý nghĩ tưởng chừng như không là của loài bốn chân. Thỉnh thoảng Quan Tuần phủ ngừng tay vuốt ve con vật thân yêu, rồi bốn mắt nhìn nhau như trao đổi cảm tình, không nói ra thành lời. Dù không hiểu sự tình thế nào, nhưng gia nhân trong nhà đều biết con chó mực tên Đen đó rất tinh khôn, và đôi mắt có hồn của nó chẳng khác gì là người sống. Mọi sự sẽ chẳng có gì đáng để đem ra kể lể nếu không có sự việc ngày hôm đó. Vì đời sống dân cư trong vùng đã bắt đầu ấm no, việc thêm Quan Tuần phủ tận tay chỉ dạy người ta cách nhuộm vải đem đi bán, thành ra phủ đó phút chốc đổi đời. Những thứ vải sặc sỡ sắc màu được phơi đầy làng, nhìn cực kỳ bắt mắt. Nhưng có một điều làm Quan Tuần Biêu đau đáu không yên, đó là vải làm ra bán rất chạy, giá rất cao, được dân trong vùng và tận kinh thành biết đến. Nhưng mà ngàn nỗi phủ này nằm ở chốn thượng du, bao quanh phủ huyện là hàng chục dãy núi trùng điệp. Vì lẽ đó cho nên giao thương đến phủ này còn nhiều hạn chế. Giao thương hạn chế và con đường duy nhất dẫn đúng vùng khác là con đường rừng. Khổ nỗi dạo đó đường rừng bị cắt cứ bởi mấy băng đảng trộm cắp chấn lột. Đám ấy toàn là hàng cùng hung cực ác, sẵn sàng làm ra những việc thương thiên hại lý, giết người cướp của. Quan Tuần Biêu đã mấy lần dẫn lính đi truy quét, nhưng đám ấy lẫn như chạch. Hễ thấy bóng của quan binh thì lại lui tiếp tục chặn đường cướp của. Dần dần đám lái buồn cũng đâm ra e rè chẳng dám đến phủ này mua bán. Sau cùng Quan Tuần Biêu cho triệu mời mấy chánh tổng lên phủ họp bàn mưu kế. Chính ngọ hôm ấy tiếng của Quan Tuần Biêu cất lên gióng giả. Như ta đã bàn với các vị ban nãy, việc làm ăn buôn bán của phủ ta đang trên đà phát đạt. Nhất thiết phải khơi thông đường xá, có như vậy thì việc giao thương mới diễn ra được nhiều. Mà giao thương nhiều ắt kiếm được ối của cái. Ngàn nỗi con đường duy nhất dẫn vào phủ ta bị đám ác tặc sâu xé. Vì lẽ đó cho nên đám thường nhân cả kinh chẳng dám mòn mèn đến đây. Một cô chánh tổng độ ngoài 70 móm mém hỏi. Sự ấy chúng còn cũng biết, chẳng hay là quan có cao kiến gì không? Quan Tuần Biêu nhìn cả đám một chập, đoạn lấy cây gậy gỗ chỉ lên bản đồ rồi bảo: các vị xem đây, địa thế phủ ta nằm trong địa hình lòng chảo, con đường ngắn nhất từ vùng khác đến phủ ta phải đi qua ngã ba cây dâu thuộc làng Sương Bình, chính là chỗ thất cổ trai này. Ta và lính hầu đã đi thị sát, địa thế chỗ ngã ba đó là ít hầu giao thương. Ngàn nỗi chỗ đó đường xa quá bé, cầu lắm chỉ đủ cho một xe ngựa đi qua. Vì vậy ta muốn họp với các vị hôm nay đã chuẩn bị cho việc khơi thông con đường đó, chẳng hay ý các vị ra sao? Nghe lời của Quan Tuần nói, đám chánh tổng thất sắc nhìn nhau. Một ông chánh mặt quắt tay rơi chắp tay thưa bẩm: dạ bẩm quan, chứ còn cũng biết đó là yếu điểm sinh tử trên con đường giao thương dẫn đến phủ ta, nhưng con đường đó không thể nào khai thông được đâu. Đám chánh tổng gật đầu đồng tình. Quan Tuần Biêu ngạc nhiên hỏi: hà cớ làm sao lại như vậy? Một đồng chánh tổng vân vê hàng râu còn kiến rồi đáp: dạ bẩm quan, quan mới về vùng này cai trị chưa được mấy năm, cho nên có sự không rõ. Sở dĩ con đường đó không ai dám mở rộng là vì bên cạnh ngã ba đó có một cây miếu cổ thiêng lắm. Quan Tuần Biêu trong mày hỏi: có phải cái miếu cao độ khoảng nửa đống rơm, hoang tàn và nằm cạnh mé ao tù, cạnh cây si già có đúng không? Ta thấy ngôi miếu đó đâu có gì đáng sợ, và hình như để lâu không có ai thờ phụng. Quan chính tổng làng Sương Bình chắp tay vâng dạ: dạ bẩm chính nó đó quan, ngôi miếu đó có cho tiền cũng chẳng ai dám động vào đâu. Quan Tuấn Biêu tò mò: ông có biết việc gốc gác của nó ra làm sao không? Vị chánh tổng làng Sương Bình trầm ngâm một lúc. Ông chỉ nhớ khi ông còn bé, ngôi miếu này đã được dân làng dựng sẵn từ lâu. Miên man theo dòng thời gian,
Ông Tránh nhớ như in lời của bà nội mình kể về nguồn gốc của chiếc miếu đó, nay xin thuật lại cho quan nghe. Tả thêm một chút về địa thế ngã ba cây dâu đó, núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài tùm là một con đường đất nhỏ bé, lối đi chật hẹp và chẳng thể có mấy người qua lại, tạo nên một vẻ u tịch cực độ. Sát bên phải ngã ba có một cây si già với một tàn lá lớn, dễ lòa xòa như là một mớ tóc rối rũ xuống sát đường. Bên cạnh cây si già đó có một cái ao tù nước đậm, bèo lấm tấm, bèo tấm lằn chỉ chít khắp mặt ao và rất dễ để nhận ra ngôi miếu hoang lạnh nằm tọa lạc ngay cạnh đó. Giữa sân gạch rêu mốc chân tuột là hàng hương nhỏ, lạnh lẽo khói hương, lâu lắm không ai chăm sóc. Cách bức tường gành cạnh bờ ao là ngôi miếu nhỏ nữa cũng lạnh lẽo rêu mốc. Chánh tổng làng Sưng Bình trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể lại gốc gác của ngôi miếu hoang. Giờ đó ông Tránh còn bé lắm, theo lời kể của bà nội và các vị cao niên trong làng, đã năm mùi tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo, trên cõi nước Nam và phủ này cũng không phải ngoại lệ. Dân làng trong vùng này khả dĩ còn có thể cầm cự, vì nguồn lợi thu từ rừng núi đem lại có thể đắp đổi qua ngày rồi cũng đói vàng cả mắt. Năm đó có một gia đình ăn mày lang thang đến ngôi làng Sưng Bình xin ăn. Dân làng cũng đói cho nên gia đình bốn người chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào thêm bệnh tật ám thân cho nên người chồng lăn đùng ra chết vì kiệt lực. Người chồng chết trong đêm mưa gió tối trời ngay cạnh gốc cây si cho nên dân làng không ai hay. Ngày vợ vì thương chồng chết đường chết chợ, ngay trong đêm mưa gió đã bảo ngày đứa con ráng sức đi nhặt gạch đá về đắp cho chồng một nấm mồ. Đứa con thứ năm đó mới lên tám, thân còm như là cây sậy, mắt lồi chố vì đói ăn, cũng đi kiếm gạch để đắp lên thân cha. Tuy nhiên chưa tìm thấy cục gạch nào thì lúc mon men đến gần bờ ao thoải thoải, thằng bé liền trượt chân ngã nhào xuống ao. Thằng bé thấy vậy thì liền nhảy xuống ao cứu em, tuy nhiên nào sâu nước cả. Hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói là không nhấc chân lên nổi, nhưng thấy hai con chìm xuống dòng nước, liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cuộc cả ba mẹ con đều đã chết đuối ở dưới ao. Xác chết đến hôm sau mới nổi lên lềnh bềnh trắng bệch. Người dân trong làng Sưng Bình hôm sau thấy cảnh ấy thì thương xót, nên vớt bà mẹ con lên. Bốn người được đặt nằm dưới gốc cây si, thảm cảnh dẫn ra bi ai quá, cho nên dân làng bảo nhau bỏ chiếu chôn bốn cái thầy trong một ngôi mộ chung ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do gia đình ăn mày phù hộ dân làng mới không chết đói, cho nên dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Vì cái ao đó nằm ngay ngã ba, chẳng thuộc đất của nhà ai, cho nên ông Tránh quyết định đi cả làng phải đứng ra hương khói cho bốn vòng hồn chết oan đó. Sau này ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong làng Dương Bình. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chủ đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ gia đình bốn người ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần từ bao giờ chẳng hay. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu này, có một bà quá trong làng đột nhiên đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Gia đình đó có mời thầy cúng, truyền cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng về làm lễ. Thầy cúng đó bảo do người đàn bà chót đái bậy ngay cạnh miếu cho nên bị thần Phật phải làm lễ cúng bái mới tai qua nạn khỏi. Mất 3 đồng bạc mua lễ cúng lại thành tâm xin thần linh tha thứ. Nhưng hưởng khói mãi mà chẳng ăn thua. Bệnh tình bà quá kia mỗi lúc một thêm nặng. Cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu. Mồm hộc ra búng máu tanh, hai mắt trừng trừng trước khi chết, hình như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay các thế hệ trong làng Sưng Bình coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong vùng cũng đến khấn vái dâng lễ xin lộc, cho nên chẳng ai lạ gì gốc gác ngôi miếu. Con phổ bưu trong mày lẩm bẩm: thần thánh gì mà đi hại người, rõ là phường gian tà quấy phá dân chúng. Đoàn cất tiếng hỏi:
Sự việc sau đó ra làm sao? Ông chánh làng Xưng Bình chắp tay bẩm quan, sau những tư tưởng đổi mới, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của người dân trong làng, cho nên chẳng ai dám phạm vào. Sợ nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm. Quan phủ Bưu cười lớn, thế theo lời của ông nói nó đã hơn 100 năm ròng. Nếu là thần Phật chắc chắn sẽ hiểu khi phá miếu khai thông đường xá để mà tạo phúc cho chúng sinh. Còn nhược bằng giống ma tà quấy phá thì càng phải phá. Ý ta đã quyết các ông vì chuẩn bị chai đinh, ngay ngày mai sẽ đến phá miếu để làm đường. Mấy ông tránh lén lén đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà lệnh quan đã ban nào dám trái lời. Chờ cho bóng của đám chánh tổng ra về, con đen nằm ở gầm bàn lúc này mới giơ cao chân cào vào vạt quần của quan. Quan Tuần thế là bèn cúi xuống bê thúc con đen lên. Con đen nằm trong lòng Quan Tuần dở sổ sách mà đôi mắt ánh lên một nét u sầu khó tả. Từ hôm đó bên mâm cơm của gia đình, Quan Tuần Bưu đem gốc gác ngồi miếu kể cho vợ nghe. Quan bà vốn là một người tín tâm, nghe ý của chồng quyết phá miếu mở đường thì can gián. Việc này của mình đúng là tạo phúc cho dân, nhưng mà phải suy xét cho kỹ, tôi e là không nên đâu mình ạ. Người âm có thế giới của người âm, người trần có cõi sống của người trần. Trước nay hai cõi không phạm vào nhau, nên mình tự nhiên phá miếu thì tôi e là có gì đáng sợ lắm. Quan Tuấn Bưu vốn là một người không tin vào cõi ma quỷ, nghe vợ bàn lùi thì gắt nhẹ. Tôi kể cho mình nghe, không phải để mình làm tôi thối chí. Thế tôi hỏi mình, không khai thông con đường ở làng Xưng Bình thì làm thế nào? Quan bà liền đáp, làng Hà Văn đó mình, từ đó cũng có thể mở rộng đường cái cho đến tận mạn khác này nhé. Mình vừa có thể mở rộng giao thương, vừa tránh chạm vào chỗ người khuất mặt, như vậy là vẹn cả đôi đường. Quan Tuần liền xua tay rồi nói, đúng là cổ nhân dạy cấm có sai. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cười đựng trầu. Thì tôi hỏi bà nhé, cái làng Hà Văn để thông với mạn khác phải đi vòng thêm 5 dặm, rồi tiền nhân công sức người sức của nào cho đủ. Mình làm thế chẳng khác nào hại dân, là thứ sâu mọt không thể tha thứ. Làng Xưng Bình đó cách phủ kế bên chỉ non 1 dặm, thì dại gì mà không làm. Tôi là tôi đã quyết rồi, thôi đừng cản tôi vô ích. Sống với chồng ngót 30 năm, lại hạ sinh cho chồng một người con trai, quan bà hiểu tính của chồng mình hơn ai hết. Chồng bà là một người ngay thẳng, có tấm lòng từ bi và rất quả quyết. Một khi ông đã muốn làm gì thì rất khó thay đổi được ý định. Cả chẳng đã, bà đành phải nín thinh ăn nốt bữa cơm. Cho đến đêm đó quan bà vùng vẫy một lúc rồi mới thét lên và choàng tỉnh. Trong giấc mộng kinh hoàng ban nãy, bà mơ thấy 4 thân ảnh đỏ mặt tía tai, mắt lồi như quả chanh, răng nanh nhọn ra bên ngoài, đứng lù lù ở đầu giường, chỉ mặt vợ chồng của bà mà chửi rủa. Quan bà hoảng quá liền vùng bật dậy, lay lay chồng trước khi kêu sáng ngọn đèn dầu trong đêm trường cho bớt u tịch. Sau một lúc hoàn hồn, quan bà mới đem giấc mộng kinh hoàng đó thuật lại cho chồng nghe, rồi liền tái mặt bảo, mình ơi, hay là 4 người trong gia đình người chết oan đó ở cái miếu đó hiện hồn về, thế thì chỉ có ma là ma thôi mình ạ. Hay là mình tìm cách tránh cái miếu đi, mà nó về là nó vật chết đấy, trước thủ với ma quỷ sao cho đặng. Quan Tuấn Bưu nghe vợ của mình nhắc hoài có ma cỏ thì cáu quá rồi gắt, ma suốt ngày ma thôi, ma đâu mà lắm vậy chứ, cái thời buổi này chỉ có đói ăn bệnh dịch mới chết chứ ma nào về. Bà đừng có mà lắm chuyện, rồi hở đến tai của đứa khác cho nên lại bảo là bà mê tín thì xấu mặt bà, xấu mặt cả tôi. Con nghe chồng quát vậy thì dãy nảy, tôi là tôi nói sao thế mà mình cứ mắng xa xả vậy, tôi là tôi lo cho mình, cho con, cho cái nhà này tôi mới nói, chứ phải đứa khác thì tôi mặc mẹ. Con Tuấn Bưu mỉm cười mà đáp, mình làm việc tạo phúc cho dân chứ có phải tội lỗi gì đâu mà sợ, bà đừng ở đó mà phán linh tinh, ngủ đi còn sớm lắm. Con đèn nãy giờ nằm ở gầm giường theo thói quen, nghe tiếng gì rầm trò chuyện thì mở chừng hai mắt. Cho tới buổi sáng hôm sau, Quan Tuấn Bưu cùng mấy chục lính dõng kéo đến làng Xưng Bình.
Con đen từ lúc thích quan rời kiểu nó cũng nhảy lên đòi đi theo. Lúc đến làng Sơn Bình, thời gian cũng đổ về giữa trưa. Dân làng và rất đậm chức sắc trong vùng đất tề tiểu đông đủ. Vì ngôi miếu trước kia là nơi thờ tự tâm linh của cả vùng, mặc dù có bỏ hoang lâu nay, thân lại làm quan phổ mẫu có tiếng nói, nhưng quan Tuần Biêu vẫn cẩn thận, mời hết bà con đến mà tấu trình. Bẩm các ông các bà, chuyện là ta phải khơi thông giao thương để đẩy mạnh cái việc buôn bán cho bà con. Ngã ba dâu này lại là con đường ngắn nhất dẫn sang vùng khác. Cạnh nơi này có một ngôi miếu thờ một gia đình người chết oan chẳng ai lạ gì. Trước nay nó là nơi mà dân ta thờ phụng ở đây. Tuy nhiên mấy năm nay hương khói có nhạt, nhưng mà dù sao thì cũng là chốn linh thiêng. Ngừng một hơi, quan Tuần Biêu đưa mắt dò xét. Dù chẳng bao giờ tin vào việc ma quỷ, nhưng mà để trấn an dân tình, quan đành phải mời theo một đoàn chư tăng về đây. Lạ thay, từ lúc mở lời, con đen cứ cào cào vào chân quan rồi lắc đầu như là ra ý ngăn cản. Thậm chí nó còn cắn gấu quần của quan rồi giật ngược lại, ý chừng như là muốn kéo quan về. Quan Tuần Biêu xua đầu con đen rồi tiếp tục mở lời. Hôm nay ta cho rời cây miếu đi chỗ khác để tiện việc mở đường. Ta đã mời về đây một đoàn chư tăng để cúng kiến. Tiếng bàn tán xì xào cứ như vậy râm ran một hồi khi mà lời của quan chưa dứt. Kẻ bàn ra tán vào có chiều ồn ào mỗi lúc một lớn. Sau cùng dân làng cũng chẳng ai dám chống lệnh quan. Cho nên sau khi đoàn chư tăng lập đàn cúng bái, đúng một canh giờ sau quan cho lính trắng bắt đầu phá miếu. Đám trại đình thấy như vậy thì cũng tay cuốc tay thuồng lao vào để trợ sức. Một tay lính cố đỏ tiến lại gần, vùng chiếc búa tạ nặng trịch nhà cái đỉnh miếu mà đập mạnh xuống. Chẳng hiểu do nhắm trượt hay sao mà ba lần vùng búa đều đập hụt. Đến lần thứ tư khi mà cây búa tạ giã mạnh xuống, ngôi miếu đã bao nằm cũ kỹ nhanh chóng đổ sụp xuống theo nhát bổ. Mái ngói rêu phong tường rào nhanh chóng là đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay từ lúc chỗ cây si già có tàn lá lớn quanh năm xỏa xuống che đi ánh mặt trời, bất chợt hiện lên tiếng khóc nỉ non để ai oán. Chó trong làng cũng đồng thanh rú lên, kèm theo đó là tiếng bò giống lên từng tiếng. Cả đám dân tình hơn mấy trăm người đang chăm chú dõi theo, bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt về chỗ cảnh si rậm rạp. Tức thì âm thanh đó chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng cành lá vọng lại khi gió lùa qua. Đám lính trắng bổ thêm mấy nhát thì bắt hương nền chiếu vỡ toác. Đám ấy còn cẩn thận lấy cây xà beng mà chóc tung nền ngôi miếu lên. Đoàn tiếp tục đào tung máu như thường lệ. Sau khi ngôi miếu phá xong, dân tình cũng chẳng thấy có gì lạ, cho nên bắt tay chặt cây, dọn gạch đá vào đào tường. Một tuần trăng sau, con đường đất nhỏ hẹp đất thông thoáng, bốn làn xe ngựa cũng đi thoải mái. Việc giao thương bắt đầu diễn ra rộn nhịp, làm dân tình nô nức phấn khởi. Phải làm quan phổ mẫu như quan Tuần Biêu cũng thấy vui lây. Nhưng 49 ngày sau khi sự việc quái đàn đã bắt đầu tìm về với gia đình của quan phủ Biêu. Số là hôm đó tại tư dinh của mình, quan Tuần Biêu đã xài ra nhận ra chúng mâm thịt rượu để làm cái tiệc mừng cho cậu con trai độc nhất là cậu cả mới đỗ đạt hiển vinh. Ngay trong lúc làm cỗ đã bắt đầu xảy ra sự lạ, đó là mấy chục con gà trong chuồng chờ giết thịt đột nhiên chết chồng vó lên trời, cậu bị vặn gãy, máu thịt bị rút lên gần hết chỉ trơ ra bộ lông. Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến cho vợ chồng quan Tuần Biêu và đám gia nhân hoảng loạn. Mấy gã gia nhân làm lầm con dao sắc dùng để cắt tiết. Thế vậy thì hoảng loạn nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Một bà cụ có mặt trong đám chúc mừng trầm ngâm một hồi rồi bảo: dạo trước vùng này có dịch, khéo dịch nó về đây các ông bà ạ. Một người nghe vậy thì phản đối: dịch nào mà lại chết nhanh như vậy? Nãy tôi vòng qua vườn đi đái còn thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mò lên mổ thóc, làm gì mà chết nhanh như thế? Mà chết sao máu thịt bị rút cạn như vậy? Hoài chăng có ma quỷ mới có thể làm được? Thế rồi năm ba câu điều cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Chưa dừng lại ở đó, đám người đang xì xào bàn tán tiếng nghe hàng loạt tiếng hộc lên trong chuồng.
Hoàng kinh lao lại, bà con lợn cấn cũng lăn đùng ra chết. Vậy là chỉ trong vòng một khắc, toàn bộ lợn gà nhà quan Tuần bêu lăn ra chết hết. Không đủ sức mổ thịt nói gì đến cố bàn. Đám gia nhân vì hỏi nhau khiêng đống xác chết ném xuống sông vì mới bốc mùi thôi khắm. Tin đồn thần linh ở miếu làng Hương Xá báo oán lại rộ lên. Cái tin nhà quan Tuần có ma đồn ra nhanh lắm. Dân chúng ai nấy đều lo sợ. Không ai bảo người ta đều dồn nhau rằng do quan đập miếu đã phạm phải phần âm cho nên ma quỷ kéo nhau về vật chết. Một đồn mười, mười đồn trăm cứ loạn hết cả lên. Quan Tuần sau khi cho đám gia nhân mang xác hết đám gia súc ra sông để ném vào trong lòng cũng hoang mang lắm. Gia nhân mới hôm qua hơn 20 mạng, bây giờ chỉ còn đứa cứng cỏi nhất ở lại. Thành thử ra là mảnh đất rộng thênh thang, tính cả cậu cả sinh cũng không quá 5 người. Quan Tuần một mặt trấn an người ta rằng súc vật nhà mình do dịch bệnh mà chết, một mặt sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh, nhờ quan trên về dập dịch. Bắn đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra, dân chúng dần quên bén đi chuyện đó, nếp sống sinh hoạt trở lại bình thường. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện đồng trời lại xảy đến với gia đình quan Tuần Bưu từ việc cậu dậu gặp vong quỷ. Cậu dậu này là cháu họ xa của quan Tuần Bưu, cậu đang theo ông đồ học ở trên kinh thành về. Nghe đồn rằng sau khi ngôi miếu hoang ở làng Hương Xá bị đập bỏ thì xảy ra sự lạ. Vốn là người học hiểu nhiều sách, cậu giàu nào có tin vào ma quỷ cho cam. Đêm hôm đó cậu giàu nhất định thức xem ma cỏ thế nào, mặc cho quan bà hít lời can ngăn. Dẫu vẫn biết thằng bé này cao tướng số, nhưng đụng phải phần âm thì chẳng ai lường cho được. Buổi tối hôm đó phần vì lạ nhà, phần vì pham học sách, cho nên cậu dậu trong đèn ngồi ngâm cứu say mê lắm. Ngồi một lúc thì mắc tè, cậu mới uể oải vươn vai đứng dậy, với lấy ngọn đèn dầu mà đẩy cửa dò dẫm tiến ra sau nhà đặng đi đái. Trời mưa giả dích, nhà xí lại tuốt ra sau, cho nên sau một hồi ngó tới ngó lui, chắc mầm rằng không ai mò ra đây. Cho nên cậu mau chóng đặt ngọn đèn dầu xuống, thản nhiên vạch quần ra một chút bầu tâm sự ngay bên hông nhà. Đang sung sướng thì bất chợt cậu giật mình đánh thót vì ở đám đất trước mặt phát ra tiếng khóc nỉ non. Chưa kịp định thần thì tiếng khóc đó càng lúc càng vang lên giữa không khí u tịch rồi lại cực kỳ chói tai. Vốn dĩ bản thân là một người cứng bóng vía, lại chẳng phải là người tin vào thế giới âm ti, cho nên cậu dậu cứ đứng im mà rót. Đã vậy cậu còn lớn mật mạnh miệng rồi thách thức: "Tiên sư bố nhà mày rình mò gì ở đây? Ông cho chúng mày tắm nước thánh nha." Tiếng khóc bất chợt im bặt, đổi lại là tiếng hơi thở ai đó phả vào sau gáy, làm cho cậu rùng mình. Một cảm giác trước giờ chưa từng có len lỏi vào từng đường ra thứ thịt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lên, ngay sau lưng của cậu là người đàn bà gầy nhằng, tóc dính bết nước mưa, hai bên má hóp lại, cả mắt trắng dã không còn lòng đen nhìn cậu chằm chằm. Dầu chết chân tại chỗ, mằng cho nước đái gì ra đầy đúng quần. Người đàn bà bế đứa con rồi khẽ mở miệng. Hàm răng nâu xỉn mục nát còn dính mấy cảm giác và ra mùi thối như là chuột chết. Tao vật chết cha mày. Trong tay của bà ta là một đứa trẻ còn nhỏ, toàn thân trưng phình khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Bên mép của nó dòi bò bò ra lồm ngồm, mấy con béo ngậy rơi vãi ra đầy ngực. Kỳ lạ là đứa bé chỉ to bằng mấy con chó con mà đầu bằng cây đấu. Cậu giàu kinh hãi muốn gào lên nhưng không thể cử động. Đứa bé ma nhìn cậu cười rồi khúc khích bảo: "Phá nhà chúng tao, vật chết cả họ mày." Cậu giàu kinh hãi dồn hết hơi tàn cắm đầu chạy. Rồi cho cậu lật quần chưa kịp kéo lên, cho nên chạy đựng hai ba bước đã ngã ngắm đầu. Cậu kinh hãi bò lồm ngồm. Phía sau lưng tiếng cười khinh khách của đứa trẻ vọng lại và ánh đèn dầu bỗng nhiên tắt vụt. Ngày sáng hôm sau cậu dậu cuốn xéo đi, không có kịp chào từ biệt quan. Cho đến khi mà tròn 100 ngày sau ngày phủ nghe tin dữ, vợ chồng quan Tuần Bưu sau bữa ăn đêm thì nằm luôn sập không dậy nữa. Dân chúng trong vùng thương tiếc khóc, đưa không khác nào như cha mẹ chết. Chôn xong mọi người ra về trên hai ngôi mộ mới,
con đen trung thành còn nán lại rên rỉ, ứa nước mắt, từng lúc kêu lên ảm não. Kêu đúng đêm hôm đó, chỗ ngồi miếu hoang hôm nào này đã san thành bình địa, người ta nghe thấy tiếng chó chu ầm ĩ trong tiếng sấm sét đinh tai, cộng với những tiếng tùm tùm như hàng chục người ôm đá ném xuống cái ao tù cạnh đó. Đêm hôm đó dân làng sợ mất mật, chẳng ai dám ra khỏi nhà. Đến sáng hôm sau, người ta thấy ở nền đường chi chít dấu chân chó và những móng vuốt hằn xuống trên nền đường, từng nét rõ đầy thù hận. Kể thêm về hoàn cảnh gia đình của quan Tuần Bưu. Sinh thời quan Tuần Bưu chỉ có độc nhất một người con trai đặt tên là Sinh. Dạo còn tại thế, quan Tổng Bưu dồn hết tâm huyết dạy con, lại cho theo học một cụ cử nổi tiếng văn hay chữ tốt trong vùng. Nhờ sự dạy bảo của cụ cử và sự kèm cặp đôn đốc của cha, cho nên cậu cả Sinh học hành xuất sắc, được triều đình bổ nhiệm nối nghiệp người đã khuất. Oái oăm thay, sau cái chết của cha mình, cậu cả Sinh gần như thay tính đổi nết. Khác hẳn với cha, cậu cả Sinh trong việc cai trị thường tỏ ra khắc nghiệt, tham lam và tàn bạo. Đối với quan Tuần Bưu trước kia, dân chúng trong vùng có cảm tình bao nhiêu, thì ngày nay đối với cậu cả Sinh họ lại oán ghét bấy nhiêu. Cậu cả Sinh chỉ bắt chước cha mình ở cái điểm là hút thuốc phiện, hút cả trong cả ngày hạ huyệt của cha mình. Dân chúng phải lo cung cấp đủ số thuốc phiện cho tân quan, và lỡ người nào đem nộp thứ thuốc không được ngon là bị nọc ra đánh ngay trước phủ đường. Một đêm, cậu cả Sinh hút nhiều hơn thường lệ, đang nằm mơ màng bên ngọn đèn dầu, bỗng nghe có tiếng động nhẹ, rồi thấy con đen nhảy lên sập gỗ, nằm dài ở phía dưới mâm đèn á phiện. Vốn dĩ sau cái chết của quan Tuần Bưu, con đen bỏ đi đâu mất tầm mất tích, bây giờ đột nhiên thấy nó nằm lù lù ở đây. Cậu cả Sinh cả giận muốn quát lên đuổi nó đi, xong đã quá say, chỉ lẩm bẩm vài tiếng: "Cốt để độ khôn kiếp, nhìn tao lại nhớ đi nông cụ nhà tao." Đôi mắt thông minh của con đen chăm chú nhìn lại, khiến cậu cả Sinh khó chịu ấp úng: "Đồ khốn kiếp." Rồi im bặt, kinh ngạc hoảng sợ khi thấy con đen lên tiếng: "Sao cậu lại rủa tôi, đuổi tôi đi? Tôi làm gì hại cậu?" Qua phút nãy hùng, cậu cả Sinh chấn tĩnh nhận thấy sự buồn cười, nghe con chó biết nói rồi là bảo: "Này, mày là loài súc vật, làm sao biết nói được thế kia?" "Cậu lầm rồi, cậu tưởng tôi chỉ là chó, thật ra tôi chính là thần đấy. Thần chó." "Cậu không tin để tôi nói hả?" "Ta không tin thần thánh gì cả. Cha tao sinh thời cũng khinh thánh bán thần. Mày đừng có mở lời yêu ngôn hoặc chúng." Con đen gục gà gật đầu. "Rồi một ngày kia cậu bắt buộc phải tin, mà ngày đó không xa đâu." Cậu cả Sinh liền thách thức: "Ngày đó mà có là bao giờ? Mày làm được cho tao thôi chức quan lớn, đóng cố trong rừng đi xin ăn." Con đèn không trả lời ngay, cậu cả Sinh không để ý đến nữa, tiếp tục nướng hút thuốc. Trong khi cậu cả rò rò kéo thuốc phiện, con đèn lên tiếng kể lại bao nhiêu tội lỗi của chủ rồi trách: "Cậu hãy nên hối cải đi, theo gương của cụ ngày trước, kẻo tội cho vong linh người đã khuất." "Thôi, tao chán tai nghe mày nói rồi, mày đi đi." Giọng của con đèn trở nên nghiêm nghị: "Cậu đâu muốn thế thì mặc cậu, tôi đi đây. Xong cũng chẳng mấy chốc cậu lại gặp tôi. Cậu hãy nhớ đến những lời cậu vừa nói, bao giờ thư chức quan lớn đóng cố trong rừng đi ăn xin. Cha cậu cả đời sống nhân đức lại bị loài ma quỷ ám hại, lỗi cũng là do tôi. Đêm qua tôi giết sạch 4 vong quỷ đó báo thù cho ông cụ, nhưng món nợ tiền kiếp vẫn chưa trả xong. Coi như tôi phụ trợ cho cậu để đền đáp ông cụ hai kiếp." Nói xong, con đen nhảy xuống đất. Cậu cả Sinh ngủ thiếp đi chập chờn trong ác mộng, đến lúc tỉnh dậy đầu óc căng lên như búa bổ, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Sau lần ấy, viên quan trẻ tuổi càng ngày càng gắt gao, nha lại được lệnh bắt bớ đòi ăn hối lộ nhà giàu, hành hạ đánh đập dân nghèo. Con đèn không thấy trở lại nữa, cậu cả Sinh cũng quên hẳn đêm gặp gỡ con vật trung thành của cha già trong giấc mơ. Cho đến ngày hôm đó, chiều đó là một ngày trời giông, mây đen vận vũ, có một sứ giả cùng với một toán lính đến trước phủ đường. Người cầm đầu vừa xuống ngựa ra lệnh cho lính canh: "Ta là sứ giả của nhà vua, mày vào báo quan mày ra tiếp chỉ."
Quan phủ Sinh thường ngày vẫn cấm quân hầu không được đánh thức trong lúc mình ngon giấc, trái lời thì đòn roi giáng xuống. Vì lẽ đó cho nên lính canh chần chừ không dám gọi. Viên sứ giả lớn tiếng ra lệnh một lần nữa, tên lính hầu rón rén vào phòng quan phủ run sợ. Phủ Sinh đang ngái ngủ gắt mắng gầm mỹ, nhưng khi nghe đến tên của viên sứ, hắn liền vội vàng phốc dậy, khoác áo khúm núm ra đón tiếp. Vị khách kia chính là sứ giả của triều đình đến báo tin nhà vua sắp ngự qua đây nay mai. Thế là những ngày sau đó dần chúng sở tại khốn đốn trong triều, vì quan phủ cho thuộc hạ bắt mọi người phải dẹp bỏ hết công việc để sửa soạn tưng bừng bày hương án trên đường đón tiếp. Nha lại lính tráng đừng dịp tha hồ mà làm tình làm tội dân, hạch sách quấy nhiễu đủ điều. Lính phủ phải ê tay vì đánh đập thúc hối dân làm việc quan. Tới ngày vua ngự đến, quan phủ Sinh vận trào phục lộng lẫy, ngồi cắn che lòng có lính hầu khiêng đi nghênh đón. Khi thấy bóng kiệu nhà vua xa xa, phủ Sinh đã xuống cắn, vòng tay đứng chờ cạnh hương án khói trầm nghi ngút. Bỗng từ bên bụi cây đường có một con chó phóng ra, chộm lên người phủ Sinh mà cắn xé rách nát cả triều phục. Lính hầu hoảng hốt không kịp ra tay, con chó đã biến mất. Phủ Sinh chưa kịp hoàn hồn thì xe giá đã đến, trông thấy viên phủ áo quần tả tơi gần như là trần chuồng, quan nổi giận đùng đùng xuống lệnh nghiêm trị tức khắc viên quan phạm thượng, dám tiếp đón hoàng đế một cách khiếm lễ khi quân như vậy. Phủ Sinh dập đầu văn lại kêu ca về tai nạn bất ngờ vừa xảy ra trong chẳng được đói hoài đến. Nhà vua đang hay biết lối trị dân độc ác của viên quan phủ tham mưu, bèn nhân dịp này mà ra oai thiên tử. Vị quan thần cận được lệnh vua truyền lột hết chức sắc của cả Sinh, giáng làm dân thường và xử trảm ngay tại chức phủ đường về tội khi quân. Sinh bị trói trần dẫn đến chức dinh phủ, đã biến thành pháp trường. Trong khi đao phủ đang sửa soạn, một bộ lão sở tại tiến ra xin ra mắt vua. Tâu xin nhà vua nên nghĩ đến vong linh lão quan hiền đức họ Bùi, thần sinh ra cậu Sinh tha tội cho đứa con bất hạnh. Vua chuẩn y lời thỉnh cầu thành khẩn, cầu Sinh thoát chết lạy tại nhà vua, lầm lối lên đường lẩn tránh mọi người. Cầu cả Sinh men vào cánh rừng gần đó, vừa đi vừa chạy vì sợ dân tình nhận ra sẽ đòn roi trả thù. Chạy mãi cho đến khi khuất hẳn giữa ngàn cây, không còn bóng người nào mới vật mình xuống chân của một gốc cây mà khóc. Cầu cả Sinh chua xót mệt mỏi lịm người đi, đến lúc bừng tỉnh thấy trời đã xế chiều. Trong bụng đói khát cồn cào lùm cùm đứng dậy, thất thểu tìm đến một dòng suối uống nước và kiếm trái cây rừng đỡ giả. Cậu cả Sinh quanh quất trong rừng ngày này sang ngày khác, ăn trái rừng uống nước suối, chạy các lối mòn sợ người trông thấy cảnh mình điêu phong. Đói lạnh thú dữ nhọc nhằn giữa rừng sâu, Sinh cắn răng chịu đựng, không muốn trở lại với loài người vì lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương. Một hôm cậu cả Sinh đi đến một cánh rừng thưa, trông thấy một túp lều tồi tàn ở gần bờ suối. Sức người đã kiệt, bụng đói thèm cơm khiến cậu không còn giữ được kiêu hãnh nữa. Cậu lê gót về phía túp lều trông như là một chốn cực lạc đối với cậu lúc bấy giờ. Trước khi đến cửa lều thấy nước trong một con suối, cậu dừng lại đưa hai tay vốc uống và nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu cả Sinh kinh hoàng khi nhận thấy gương nước phản chiếu hình ảnh của mình, khuôn mặt hốc hác tiểu tụy, thân hình đen sạm da bọc lấy xương, áo quần tả tơi bẩn thỉu. Cậu tái mặt vung tay đập toan gương nước như muốn xóa đuổi hình ảnh ghê sợ của mình, rồi toàn cắm đầu bỏ chạy. Nhưng đã đuối sức, mất cả thẹn thùng, lê người vào túp lều tranh. Cánh cửa mở, cậu thấy hiện ra một người con gái chật từng 15 tuổi, áo quần nâu thô rách nhưng trông hiền dịu và xinh đẹp. Cô gái thoạt nhìn trông thấy không khỏi kinh sợ khi thấy người lạ mặt, nhưng trông lại vẻ tiều tụy gầy yếu của người con trai tuấn tú, không thể là kẻ trộm cướp được cho nên yên lòng. Một người đàn ông lực lưỡng bước tới sau lưng cô gái lên tiếng hỏi: "Nhà anh là ai? Sao lại dạt đến tận trốn cùng cốc thâm sơn này?" Đấy là một gia đình tiểu phu sống ở ven rừng, làm lũ mà an vui với cuộc sống riêng biệt. Cậu cả Sinh run rẩy chắp tay: "Lại ông con lạc trong rừng, lại mất cha mất mẹ nên chẳng biết đi đâu, đói quá xin ông cho miếng cơm."
Thế cậu cả Sinh ngăn nói đường hoàng, hai cha con của tiểu phu mời cậu vào nhà gặp bữa mời cùng ăn. Chưa bao giờ cậu cả Sinh được ăn ngon miệng đến như vậy, và cơm đỏ trộn với sắn giòn trong chén đá với muối vừng cả muối, thức ăn thường ngày của nhà này, cậu cảm thấy quý trọng gấp bội các món cao lương mỹ vị bày ở đĩa sứ chén bạc thời làm quan. Người tiểu phu không khỏi mỉm cười thích thú khi thấy khách không chê bữa cơm đạm bạc, còn ăn hết 4 bát cơm đầy. Chủ nhà dọn mời cho cậu một chén rượu rừng, cậu uống vào tưởng chừng như đã nhấp tiên tiểu, thế cả cuộc đời cao sang vừa qua chưa bao giờ ăn uống ngon lành như vậy. Sau đó thì cậu lễ phép hết lời cảm ơn chủ nhà rồi chào ra đi. Người tiểu phu thấy cậu yếu mệt thì bảo, cũng sắp sầm tối rồi, rừng này lắm thú dữ, hay là cậu nghỉ lại đến mai rồi đi. Từ hôm ấy cậu cả Sinh nằm ngủ trên một mảnh chiếu cũ, nhưng cảm thấy khoan khoái nhất đời. Sự nhọc nhằn thiếu thốn dồn dập trong bao nhiêu hôm tụ lại thành một cơn sốt kịch liệt. Sáng hôm sau cậu không gắng gượng dậy nổi. Trong liền mấy hôm cậu cả Sinh mê man ly bì. Nhà vợ của người tiểu phu đi kiếm thuốc lá ở rừng về sắc cho uống mới hạ dần cơn bệnh. Khi cậu đã bình phục, người tiểu phu mới nói, ta không rõ nhà anh ở đâu tới định đi đâu, nhưng nếu anh không chê nhà này còn chỗ đụt mưa tránh nắng hơn là lang thang ở ngoài trời thì mời anh ở lại đây với chúng tôi. Cội rừng không thiếu, miễn là anh chịu khó làm với chúng tôi. Cậu cả Sinh ngần ngại ngẩng đầu lên, bỗng gặp đôi mắt đèn đánh trong sáng của người con gái đang nhìn mình thắc mắc. Lạy ông bà, con xin được ở lại. Cậu cả Sinh chỉ biết nói vậy, và từ hôm đó cậu bắt đầu chia sẻ đời sống của người tiểu phu, những nặng nhọc vật vui thú của gia đình nghèo hèn này. Chẳng bao lâu cậu học được rất nhiều điều hay trong lúc đem sức cần lao ra để đổi lấy sự sống, mà suốt quãng đời nghiên bút kinh sử cậu đã không hề biết đến. Ban ngày vào rừng đốn củi, tối lại còn dạy cho người con gái hầm dưới ngọn đèn nhựa chám mở khói. Cậu không nề hà một sự khó nhọc nào để giúp đỡ chung quanh, vui vẻ nhận lấy sự tiến bộ mau chóng của cô học trò ngây thơ. Cô gái không giấu được sự thích thú mỗi lúc gần người trai lạ bí mật, chẳng hề nhắc nhở đến quá khứ, có khi thẫn thờ văng xa tận đâu. 2 năm êm đềm trôi qua, cậu cả Sinh hầu như quên hẳn con người quyền quý của mình ngày trước. Cô gái tiểu phu bây giờ trở nên một thiếu nữ xinh đẹp, với lớp áo nâu sồng không làm giảm đi vẻ tươi sáng của tuổi dậy thì. Vẻ trong trẻo đằm thắm của cô gái thuần phác biến đổi hẳn tính nết độc ác ích kỷ kiêu ngạo của cậu trước kia. Cậu đã trở thành một người bình thường như mọi người, hàng ngày làm lụng vất vả, nhưng trong lòng êm ả nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu hưởng hạnh phúc mà cả quãng đời nhung đùa ở phủ đường không được biết đến là tình yêu. Một hôm cậu cả Sinh vừa hạ xong một thân cây lớn, đang vứt mồ hôi chán thì nghe có tiếng kêu rên ở gần. Ngoài này thấy một con chó đang ngước mắt nhìn một cách thảm thương. Con chó đã già lắm, gầy yếu, trông như sắp chết. Cậu cả Sinh ngồi xuống đưa tay vuốt ve lên. Nó đưa mắt cảm ơn. Sẵn mo cơm và cá khô gói theo ăn trưa, cậu lấy ra một phần cho nó. Con chó chỉ ăn được một lúc là sạch nhẵn. Cậu im lặng nhìn nó, bỗng sực nhớ lại hình ảnh của mình ngày năm trước. Cậu đến chỗ này kiệt sức như con vật đáng thương hiện thời. Khi cậu vác rượu trở về lều, con chó lẽo đẽo theo sau. Đến nơi mọi người trong nhà lần lượt yên ngủ, cậu cả Sinh đang nằm thao thức thì bỗng nghe có tiếng động. Đoán chừng là con chó đến nằm bên cạnh, cậu vỗ về con vật liếm tay của mình. Rồi trong đêm tối im lặng bỗng nghe tiếng của nó nói, cậu không nhận ra tôi sao? Chính là tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu có nhớ những lời cậu đã nói với tôi? Nếu tôi chức quan lớn đóng cố trồng rừng đi xin ăn, tôi đây con đen đây. Con chó im lặng một lúc lâu rồi lại nói, bây giờ cậu tin có thần linh không? Cậu cả Sinh thầm đáp, ta tin ở mi và cậu xin vong hồn cha ta tha tội. Cậu có sẵn lòng nghe lời tôi không? Nói đi cho ta nghe. Hôm sau đã tối mịt rồi, chưa thấy Sinh trở về, tròn đêm cũng không thấy đâu. Người con gái thao thức chờ đợi khóc thầm.
Sáng tinh sương, nàng cùng cha đi vào rừng, đến chỗ Sinh thường đần củi, thấy bầu nước và rượu ở gốc cây. Nhìn lên lưng thần cây vừa lột đi một miếng vỏ lớn, nàng đọc được những chữ của Sinh đã dùng lưỡi dao sắc cạnh ghi lại. Tôi có việc phải đi, luôn luôn nhớ đến nàng và hẹn gặp trở lại. Sau khi cô gái buồn rầu trở về túp lều giữ rừng thì cậu đã đi xa, theo sau con chó, cũng không tìm hỏi nó đưa mình đi đến đâu. Tới một ngôi làng vào một buổi phiên chợ đông, con đen làm nhiều trò ảo thuật theo lời bảo của cậu, khiến cho người ta tò mò xúm lại bỏ tiền ra thưởng. Các nhà buôn giàu có nhanh chóng mời thầy trò con chó kỳ tài về nhà khoản đãi. Từ làng này qua xã khác, từ huyện nọ đến tỉnh kia, Sinh cậu con chó đi đến đâu được thán phục tặng quả biếu tiền. Hai thầy trò sống một cuộc cách đầy đủ, phong lưu dòng theo con đường gió bụi. Từ màn ngừng về đường xuôi, người vào vật đi đi mãi. Cái túi vải đeo bên mình, Sinh bắt đầu dùng dình tiền và mỗi ngày thêm nặng hơn. Sinh chưa hề hỏi con chó rồi sẽ đi đến đâu, con chó cũng không nói nữa, và chồng cũng chẳng khác gì đồng loại của nó. Ngoài ra tài múa nhảy và sự thông minh tỏ rõ hiểu biết lời nói của con người. Một buổi chiều vào lúc trâu bò về chuồng, Sinh và con chó đi đến kinh thành. Qua cửa thành đô, Sinh hồi tưởng lại năm nào mình vác lều chiếu đi thi, và ngày tên ghi trên bảng vàng, kết quả bao nhiêu năm khó nhọc rồi mài kinh sử. Tại kinh đô chẳng mấy chốc, tiếng tăm của thầy trò Sinh đã đồn đãi khắp nơi. Ngoài các trò múa nhảy tài tình theo lời sai bảo của chủ, con chó còn thầm mách chủ làm nghề xem bói. Đàn ông hoặc đàn bà có vợ chồng hay chưa, con cái nhiều hay ít, làm chức nghiệp gì, bao nhiêu tuổi, giàu hay nghèo, con chó đều thầm nói cho chủ và Sinh trả lời đích xác theo ước lệ đã định sẵn. Thiên hạ truyền miệng có thầy bói cao tay và con chó thông minh mới đến kinh thành. Tiếng đồn đến tai vua, vua cũng muốn biết qua tài diệu kỳ của viên thầy bói và con chó, thử xem lời đồn của bá tính có quá đáng hay chăng. Có lệnh vua mời vào trước sân rồng để biểu diễn. Sinh không khỏi làm cho vua ngạc nhiên, thấy một kẻ thường dân ra mắt vua đúng với nghi lễ triều đình. Vua không nhận ra Sinh và viên tri phủ đã bị thải hồi. Con chó bắt đầu nhảy múa, vua cười chảy cả nước mắt. Khi thấy Sinh nói đúng phẩm tước của bá quan, vua cũng thấy lạ. Trò cuối cùng là làm thư, Sinh xin lấy giấy trắng trải lên sân rầm. Sau khi chấm bút lông vào nghiền mực, Sinh gần gù suy nghĩ rồi thảo luôn một bài luật thi dâng tặng vua. Chữ viết như là rồng bay phượng múa, lời thơ trăng nhã bóng bẩy khắc thường. Thì về dâng vua ngự lãm, vua sừng sốt thấy chưa có một thi sĩ hữu danh nào đương thời có thể làm được hay hơn bài thơ của người nông dân nghèo. Trong lúc hào hứng, vua truyền cho Sinh cổng con chó từ đây được ở luôn tại viện trong cung nội và được lương bổng nhà vua ban cho. Sinh hết lời cảm tạ rồi tâu: bệ hạ chỉ mới thấy vài trò tiểu xảo đó thôi, con vật trung thành của thần còn biết nhiều điều lạ hơn. Nhà vua càng ngạc nhiên tò mò hơn, Sinh bèn thưa: nếu bệ hạ muốn chứng kiến thực hư, thầy xin bệ hạ cho triệu tập đông đủ văn võ bá quan triều đình lại ở sân rồng. Vua nóng lòng muốn xem thầy trò mới lạ, liền chuẩn y ngay đề nghị của Sinh và truyền cho khắp triều thần ngày mai có mặt. Sinh lại xin được hội kiến riêng trong chốc lát với một mình vua trước khi bắt đầu trình diễn các trò phi thường. Lấy yêu cầu táo bạo xong cũng được chấp nhận trong khi vua đang cao hứng. Ngày mai lại trước giờ vua lâm triều, bá quan văn võ tề tiểu đông đủ trước sân rồng. Sinh và con chó đừng đưa vào gặp riêng vua ở cấm điện. Vua ra lệnh cho thị vệ tả hữu lui ra. Sinh mới thưa: tâu bệ hạ, con chó của thần ngoài sự thông minh xuất chúng khác hẳn đồng loại của nó, còn có kỳ tài đoán biết được những ý nghĩ thầm kín, những hành động bí mật của người ta mà ngỏ riêng cho thần hiểu, và lại có nhiều ý kiến khôn ngoan thần tình. Nếu bệ hạ cho phép, nó sẽ kể rõ về mỗi vị thượng quan đã chịu phục vụ bệ hạ ra sao. Vừa nghe nói hết sức ngạc nhiên, hỏi Sinh làm cách nào. Sinh liền đáp: bệ hạ cho thì về xứng danh và chức phẩm của mỗi quan triều, rồi cho phép con chó của thần được đến gần để nhận xét, đánh hơi từng vị,
rồi sau đó cho nó gặp riêng thần một lúc để thần được nghe báo cáo của nó mà tâu lại. Vua Lâm Triều phán cho thi hành theo lời đề nghị của Sinh. Cả chó lần lượt đi qua trước các hàng thượng thư quan lại triều đình, theo tiếng loa của thị vệ báo danh trước mỗi vị. Các quan bối rối thầm nghĩ là vua định bày trò đùa gì đây. Khi thế con chó dừng lại trước từng người, đứng trên hai chân sau, dường hai mắt ra nhìn, đờ mũi đánh hơi quần áo. Sau đó Sinh và con chó được đưa vào một phòng riêng giữa bốn vách tường kín mít. Con chó nói qua cho Sinh hay sự tình để tâu lại, rồi ngay thầy trò được đưa đến bệ kiến riêng vua. Sau khi tâu lại những nhận xét của con chó về các quan, nhất nhất đều đúng với sự thật, Sinh báo ngay cho vua ngay là một sự khám phá quan trọng. Tâu bệ hạ, hiện đang có một cuộc âm mưu tiếm vị, khuynh đảo bệ hạ cùng các quan trung thành với Đương Triều. Kẻ cầm đầu cuộc phản loạn này không ai khác chính là quan thượng thư Bộ Hình, người đã thọ lãnh ân tứ của bệ hạ nhiều hơn ai hết. Vua lặng đi vì kinh ngạc hãi hùng, xin kể luôn danh sách của các nội gián mưu phản và kế hoạch của chúng tất chủ liệu, rồi phục mình trước ngai vàng tâu rằng: thần cuối xin bệ hạ cho mật xét lại để xem thực trạng có đúng thế không. Nếu con chó của thần biết sai và thần tâu man để làm rộn đến bề trên, thì thần xin chịu tử hình về tội khi quân. Ví bằng đúng như sự thật. Vua đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng ngước đầu lên bảo: nếu sự thật quả như lời khanh tâu, chấm sẽ không bao giờ quên công ơn thầy trò khanh. Bây giờ chấm muốn cho khanh cùng con vật trung thành ở riêng một nơi tại cung cấm, không phải thiếu một thứ gì, đợi cho đến khi chấm xem xét lời của khanh nói có đúng hay không. Theo lệnh của vua, Sinh được đưa đến một cung riêng có sẵn người hầu hạ và quân sĩ tuốt gươm trần canh gác bên ngoài. Ba hôm sau, một vị cận thần đến mời Sinh đi. Qua dãy cung điện sơn son thiếp vàng, Sinh theo chân của vị quan triều đi vào dưới chánh điện. Trông thấy vua đang ngồi trầm tư trên ngai rồng, Sinh toàn quỳ xuống thì lễ, thì vua bước xuống ngai đỡ dậy rồi nói: chấm cho phép khanh từ đây là thần dân duy nhất được miễn quỳ lạy chấm, để ghi nhớ công khanh đã giúp chấm giữ vẹn long thể và ngôi báu, giúp cho giang sơn khỏi nạn binh đao. Tất cả những lời khanh tâu đều được chứng nghiệp chính xác, lũ loạn thần đều đã bị tát và thú tội, chúng sẽ được xử theo phép nước. Vừa không giấu nổi kinh hoàng vừa khám phá ra âm mưu thí vua của đám gian thần, xúc động nói với Sinh: chấm không biết khanh là ai ở đâu đến, nhưng mà từ đây chấm muốn khanh ở bên mình chấm, với chức quốc sư, tước quan nhất phẩm triều đình của chấm ban cho khanh. Chấm lại cho khanh được phép ra vào trong cung cấm, muốn gặp chấm bất cứ lúc nào cũng được, và khanh chỉ ở dưới quyền của chấm thôi. Vua dành riêng cho Sinh một dinh thự lớn, ban cho bao nhiêu vàng bạc châu báu gấm vóc, và mỗi khi quyết định việc gì quan trọng cũng đều hỏi ý kiến của vị quốc sư. Sống trong cảnh quyền thế nhung lụa, Sinh cũng không thấy gì là sung sướng. Người ta không bao giờ thích cậu cười. Một hôm, vua thân mật hỏi chuyện nguyên nhân sự buồn bã của vị thượng khanh, Sinh mới thành thật tâu rằng: mặc dù được hưởng bao nhiêu đặc ân của vua ban, nhưng cậu không bao giờ thấy lòng vui thú dưới chốn cung vàng điện ngọc, và xin phép vua được trở về quê nhà thăm phần mộ cha già. Vua không muốn rời xa ân nhân, song cũng đành phải nghe theo lời thỉnh cầu của cậu. Mấy hôm sau, trên đường về quê, Sinh không còn phải là kẻ dắt chó và làm trò nữa, mà oai vệ ngồi trên con tuấn mã vua ban, đi giữa đoàn lính trắng cờ lòng uy nghi theo hầu. Về đến đầu làng chỗ mà 3 năm trước đây Sinh đã quỳ rước vua và bị con chó cắn xé mũ áo, cậu xúc động xuống ngựa bảo đoàn tùy tùng dừng lại. Cậu đi lại bên tảng đá bên đường ngồi ôm đầu suy nghĩ. Đến lúc ngẩng đầu lên, cậu không khỏi ngạc nhiên thấy một đám rước trọng thể do viên tri phủ Sở Tại dẫn đầu đi đón. Sinh lại càng ngạc nhiên hơn khi mà nghe vị quan đã thay mình 3 năm trước đây phụng độc chiếu vua bổ nhiệm tông cai trị vùng này. Giờ chúng hay tin vị quốc sư thân cận của hoàng đế đến hạt mình, già trẻ lớn bé rủ nhau đi xem đầy đường. Tiếng chào mừng dậy đất khi thấy Sinh ngồi trên mình ngựa hiện ra. Tiếng ồn nào bỗng im bặt khi thấy người ta nhận rõ vị thượng quan nhất phẩm triều đình kia chính là vị viên phủ độc ác trước đây
đã làm cho tất cả dân chúng phải khiếp sợ. Sinh mỉm cười nhảy xuống ngựa, cho gọi các bô lão đến mà nói: xin các cụ yên tâm và bảo con em hãy yên lòng. Người trở về hôm nay không phải là người mà dân đã xua đuổi trước đây. Xin bà con cho biết rằng con trai của cụ Phủ Bùi ngày trước cố gắng được xứng đáng với danh tiếng của ông cha. Có một điều tôi muốn nói cho tất cả rõ, con chó ở bên cạnh tôi đây là bạn trung thành của thầy tôi trước kia, đã giúp cho tôi được như ngày nay, phải được mọi người trọng vọng ngang bằng tôi. Tôi đã hối cải vì những sự lầm lỗi ngày trước, bây giờ tôi còn sống để làm việc giúp dân. Sinh giữ đúng lời hứa, dân chúng trong vùng lại được sống yên lành với một vị quan cai trị công bình nhân đức. Con chó vẫn đập bên cạnh Sinh, yên lặng không hề nói nữa. Một buổi tối bất ngờ nó lại lên tiếng bảo cậu: cậu đang nghĩ tới việc lấy vợ, xin còn nói rõ dòng họ chứ? Sinh mỉm cười đáp: tôi đã rồi, thế nhưng lần này tôi không nghe ai đâu, tôi tự ý quyết định lấy một mình thôi. Còn đèn cậu nói gì nữa, sằng sặc trong miệng như cười. Ngày hôm sau Sinh sửa soạn ra đi, theo một đoàn người ngựa chuyên chở nhiều lễ vật. Mặc dù không nói trước là đi đâu, song con chó đã đoán biết trước, nó chạy đi dẫn đường. Băng rừng lội suối đến gần chiều tối, đoàn người ngựa tới chiếc túp lều của người tiểu phu mà Sinh đã sống mấy năm qua. Cô gái sợ hãi thấy một toán quân đến trước nhà mình, chạy trốn vào bên trong. Cả nhà vừa sợ vừa mừng khi thấy Sinh mũ áo xanh sang ra mắt. Lễ cưới của tri phủ Sinh với con gái tiểu phu cử hành lớn lao, tất cả dân nghèo trong vùng đều được mời đến ăn uống linh đình luôn 3 hôm. Vua phái sứ mang tặng vật quý giá đến mừng. Sau đó Sinh mời cha mẹ vợ về dinh ở, song ông bà nhất quyết không bỏ trốn rừng núi đã quen thuộc. Mấy tháng sau Sinh được tin mừng là vợ đã có thai, cộng với tin buồn là con chó già nằm ngủ luôn không dậy nữa. Đám tang của con chó được cử hành rất trọng thể. Vợ chồng của Sinh mặc tang phục đi sau linh cữu, cộng với đồ mặt dân chúng trong vùng. Mộ của con vật có nghĩa được xây dựng rất lớn lao, có bia ghi chép công trạng, còn lưu truyền đến ngày nay. Có bao nhiêu đời câu chuyện con chó thần vẫn còn nhắc nhở trên cửa miệng của người dân chúng miền Thượng Du. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.